Rồi ok, chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục đánh cái deck cồng chẳng nha. Nhưng mà trong cái video này thì trong vòng một tool một mình sẽ lên con boss đó là Supernova nè. Rồi lên Comet nè. Rồi mình sẽ lên cái con rồng mới, cái con rồng Shooting Star Dragon. Cái con này là cái con 11 sao thì con này hiện tại cũng khá hot ha. Rồi rồng 10 sao thì trong vòng một tên, trong video này trong vòng một tên mình sẽ lên được 3 con boss. Rồi nó như thế nào nha. Rồi ok. Thì ở bên đối thủ đang chơi một cái deck gì cũng lạ lạ lắm, mình cũng chưa gặp bao giờ. Ví dụ như bạn nào mà biết về cái deck này, anh em hãy để comment bên dưới cái video này nha. Rồi ok, đây deck này. Thì cái lá này khi mà xuống sân thì dùng thêm một cái lá bài phép ở trên tay, từ trên tay gỡ xuống mổ, rồi cái lá này ở trên sân cũng xuống mổ luôn, thì lấy một con quái thú 7 sao tự cho bộ bài lên. À ok, cũng khá là ghê gớm nha. Vẫn tiếp tục lấy một cái lá bài phép ở dưới mổ lên tay được luôn. Deck này thì mình chưa gặp bao giờ. Rồi ok, mình tới lượt mình đi combo, mình sẽ dùng cái lá 4 sao để mình lấy cái lá bài 7 này của mình để mình tiếp tục để mình đi combo PC. Thì combo PC cũng để đơn giản thì những anh em cũng đã biết rồi. Rồi ok, mình sẽ lên trao ruler nha. Lên trao ruler và mình sẽ kích hoạt effect. Nói gì nói mình cũng vẫn dùng trao ruler. Thì hiện tại giờ cái deck này mình mix vẫn chưa có chuẩn nha. Thì mỗi người sẽ mix theo kiểu khác nhau. Rồi ok, thì mình sẽ lấy cái con duplet nha. Mình sẽ lấy con duplet. Thì nếu mà lên được cái, muốn lên cái con rồng mà 11 sao thì cái con duplet này cũng khá là quan trọng, hình như là mấu chốt á. Rồi ok, thì mình cái con này mình thấy nó có cái dòng quick effect này nào nên mình cũng sợ không. Mình lấy cái con chào ruler của mình tấn công trước, nhưng mà bên kia này gây để phá hủy nên mình cũng tính là mình sẽ tấn công trước rồi lúc đó mình mới đi combo nha. Rồi sau khi mà đối thủ họ đã dùng được effect rồi, lúc đó mình chuyển qua main phase 2 và mình sẽ đi combo. Đó, lúc này đi combo cho nó mượt mà đúng không mọi người, nó không có sợ sệt cái gì hết. Rồi coi như là bây giờ là mình đi là thẳng tay luôn, mát pin luôn, đi mà như mát tay luôn. Rồi ok, rất là quen thuộc, lên speeder. Rồi mình sẽ gọi hết tất cả tuner. Đây mình khá là thích cái củ hành này nha, củ hành mới nè, còn củ hành cũ nó củ chuối quá. Rồi ok, mình sẽ lấy cái bài phép. Rồi ok, mình sẽ lấy cái lá để mình lên. Đó, bây giờ mình sẽ lên Supernova. Đó, đây cái lá này cũng khá là quan trọng. Đó, lá này tên gì ta? Convert Gim ha. Rồi ok, lấy lá này lên tay rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống sân. Tiếp tục mình sẽ đi combo tiếp. Ok chưa? Mình sẽ lên thủ thư. À, xong rồi con duplet ở dưới mộ nó tạo ra hiệu ứng, đẻ 2 token ở trên sân. Đẻ 2 token trên sân nữa là mình dễ dàng để mình đi combo. À ok, lúc này mình sẽ rơi cái ỏ đánh cái con 4 sao xuống để mình lên thêm cái con 5 sao. Mình sẽ lên thêm con mai đen nữa. Rồi ok, lên mai đen. Lúc này mình rơi lên trên tay của mình được con duplet luôn, khá là ngon. Rồi ok, ở dưới mẫu mình sẽ cho con Z của mình để nó từ dưới mẫu chui lên, bắt đầu để mình lên cái con Sincho 2 sao. À, lên con Sincho 2 sao nha. À, lên vậy là mình đã đủ điều kiện rồi, mình đã đủ điều kiện để mình lên được cái con Comet rồi nha. Mình đủ điều kiện để mình lên Comet rồi. Bây giờ là chỉ có lên Comet thôi. Mình định là đi combo tiếp nhưng mà sân của mình nó quá nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ dọn sân. Nói chung bài của mình trên tay là đã đủ hết rồi. Theo cách tính của mình là bây giờ mình không cần thêm bài nữa. Giờ là lên thẳng Comet luôn. Ở dưới mẫu của mình vẫn còn trao nha. Dưới mẫu của mình vẫn còn trao. Thì mình sẽ hồi sinh trao lên. Và lúc đó mình sẽ lên cái con gồng 11 sao luôn. Đó, bây giờ mình sẽ lên Comet nha. Ok,
À, mình lấy con gì ra? Mình lấy duplex tiếp. Đúng rồi, mình phải bắt buộc là cái con hai sao này mình phải lấy con duplex của mình lên sân để mình tí nữa mình hồi sinh con chào lên để mình lên được cái gồng 11 sao mà. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên cái con gồng commit của mình, lên một boss trong vòng một tool, một ba boss khủng. Ok, chào ruler lên sân. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên con gồng 11 sao. quá khỏe, coi như là quá khỏe. Bài này coi như là quá ngon rồi. Dạng sân của mình này vậy là khá là cứng. Rồi ba cái này gây nha, mình thấy ba cái này gây ở trên sân rồi. Rồi ok, bây giờ tới lượt đối thủ, họ sẽ làm cái gì đây? Nói chung là đối thủ mà khi mà đã thấy được cái dàn sân của mình nó như thế này rồi, đối thủ họ cũng phải khiếp sợ. Rồi họ dùng hiệu ứng dưới mộ đúng không? Rồi mình sẽ dùng cái con mình test thử cái con gồng 11 sao này của mình. Đi gây để mình xem coi. Nó bay ha, nó bay giống như con commit vậy đó. Ok, tiếp tục bên kia vẫn dùng một cái lá bài phép nữa, và mình sẽ dùng commit của mình negate. Rồi ok, commit của mình negate nè, coi như là bên kia không nhúc nhích được luôn. Và supernova mình vẫn còn trên sân nha, nếu mà bên kia mà đi combo tiếp mình vẫn dùng supernova để mình negate luôn ba cái negate, coi như là đối thủ nói chung là ao sớm cho bớt đau khổ. Rồi ok, vậy là video của mình xin phép kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn cảm thấy thích video này, nhớ bấm like với lại bấm subscribe channel YouTube của mình. Hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye, bye bye mọi người.